Hello tất cả mọi người nha, mình là Bill Stagu đây. Hiện tại đây có firm bài của mình đang có đó chính là Bay The My Star nha. Với Kaylee 2 sao, Bobby 1 sao và tướng tăng cơ chính của mình đang có đó chính là Iray 2 sao, đang cầm một cái trang bị ánh sáng nha, cũng như là một cái ấn The My Star nha mọi người. Và trong trận đấu ngày hôm nay, hiện tại là mình cũng đang muốn làm một cái firm bài meta tướng Bay Tiền Gary đang rất là mạnh luôn á, nhưng mà lại cực kỳ dễ chơi nha. Cái bài này đang rất là rác luôn nha mọi người. Tại vì spam auto lọt top hoặc là top 1 luôn ấy nha. Thì cái phiên bản của mình đang chơi là phiên bản 13.16 nha, vừa mới được cập nhật trong ngày hôm qua nha mọi người. Và chắc chắn rồi, trước khi mà mình làm video meta á, thì anh em ơi hãy đừng quên kiểm tra ngay cho mình cái phần bình luận đã ghi ở phía dưới. Tại vì sao? Mình có để một cái đồ hình chuẩn để cho mọi người cùng xem qua tham khảo nha. Ông này là một cái form bài có Ionia nè, Seth nè, Zihin nè, Zedkari nè. Trời ơi, Iray tầm này 2 sao, tầm rao 2.2 nha mọi người. Cầm trang biển sáng là thôi chứ, cho quát luôn á, chuỗi thắng 2 chọn luôn rồi. Và đó là nice. Thì cái bài của mình đang muốn làm đó chính là bài Garen Curry, đi chung một cái form bài là có đề My Star và Dũng Sĩ nha mọi người. Thì khi mọi người muốn chơi một cái form bài Curry này một cách hiệu quả nhất, thì có 3 điều kiện bắt buộc luôn mọi người phải có nha. Đầu tiên thì trước khi vào chọn, mọi người lấy cho mình đó chính là một cái lõi anh hùng Master Yi. Điều kiện thứ hai là Garen bắt buộc phải 3 sao. Và điều kiện thứ ba Garen phải có đồ chuẩn nha mọi người. Không cần phải đồ chuẩn như vẽ nha, chỉ cần đồ đẹp xài được là ok rồi. Thì cái lõi đầu tiên của mình đang có là lõi tiếp sức nha mọi người. Rất là bá luôn. Các tướng của bạn được nhận thêm 8% tốc đánh và cộng dồn thêm 0.5% tốc đánh mỗi trận nha mọi người. Và cộng dồn từ đây đến cuối trận luôn á nha, rất là bá luôn á chưa. Thì khi mọi người chơi một cái form bài này thì lưu ý cho mình nha, cái lõi Master Yi này nè, mọi người chỉ lấy lõi 1 và lõi 3 thôi nha, chứ còn lõi 2 thì không lấy nha mọi người. Sẵn sàng ngân chiến rồi đó, rất là phế luôn. Mọi người chỉ lấy cho mình 1 là tiếp sức, còn 2 là cái lõi mà cơ động đó mọi người, được tăng tốc đánh nè, tăng tốc độ di chuyển nè, cái đó cực kỳ bá luôn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là mọi người cần phải tiếp tục tích tiền và lên tầm level 7 nha, để kiếm Garen 3 sao, cái đó mới là điều quan trọng nha mọi người. Và chắc chắn luôn rồi, cái bài này sẽ ban được nha anh em ơi. Bài này đang rất là rác luôn. Tại vì sao? Ở trong hai phiên bản liên tục rồi, phiên bản 13.15 và phiên bản 13.16 con Garen nè, con Luke nè và tộc hệ đề Mai Sai nha mọi người, được búp liên tục rất là nhiều luôn á. Được búp trong vòng hai phiên bản liên tục nha, từ có 3 con luôn mọi người ơi. Nên là chắc chắn rồi, bây giờ nó sẽ trở thành một cái vị tướng 3 vàng Curry, không có khắc chế luôn nha. Hiện tại thì vẫn chưa ai tìm thấy cái bài nào mà khắc chế được cả anh em ơi. Gọi là ngang hàng thì ok, chứ mà để triệt để thắng thì chưa có nha. Và chắc chắn rồi, cái meta của mình đang làm không phải là meta của mình tự chế nha. Mình tìm hiểu được ở rất là nhiều nguồn luôn, từ top thách đấu nè, streamer nè, hoặc là những cái web cập nhật meta nha mọi người. Nên anh em cứ thoải mái mà chơi luôn đi. Mình nhắc lại nha mọi người, Garen không cần phải có đồ chuẩn, chỉ cần đồ đẹp xài được là ok rồi. Và những cái trang bị mà mình có thể xài được cho Garen đó, kể tên ra thì có rất là nhiều. Mình kể xương xương như là cuồng đao nè, huyết kiếm, bàn tay công lý, kiếm súng, dép gai, quyền năng, cung xanh, vuốt rồng các kiểu, nói chung là cực kỳ nhiều luôn nha. Mọi người nên lấy và lắp trang bị, nó sẽ phụ thuộc vào lõi của mọi người đang có và trang bị nó rất là cho mọi người nha. Không có cần phải lấy cái hộp quà Pandora đâu nha mọi người, chỉ cần lấy cho mình một là tiếp sức. Đấy là lõi đầu tiên khi mà chơi Master Yi, nó chắc chắn ra luôn cho mọi người. Lõi thứ hai là tùy thuộc vào trận đấu nha. Mọi người có thể lấy thêm tiền nè, thêm máu nè, thêm trang bị nè, hoặc là cộng thêm chỉ số cho tướng các kiểu thì nó rất là ok luôn á. Còn lõi thứ ba thì mình quên tên anh em ơi, nhưng mà chắc chắn là phải lấy luôn. Và tùy chọn nó sẽ ra cho mình lõi bạc, lõi vàng hoặc là lõi kim cương nha. Và nếu như mọi người muốn theo dõi thêm những cái form bài meta mới nhất, hot nhất và được cập nhật hàng ngày mà mình hướng dẫn rất là chi tiết luôn á, thì hãy đừng quên để làm một cái đăng ký kênh, bấm cái chuông cũng như là bình luận ở phía dưới nha mọi người, để mình có thể biết được anh em muốn mình làm gì thêm á. Và cái bài này rất là dễ chơi luôn nha. Tại vì mọi người chỉ cần áp dụng là lấy lõi Master Yi nè, đúng không? Xong rồi vào chọn đếp máu lên tầm level 7, roll kiếm Garen 3 sao, kết hợp một cái form bài 3 hoặc là 7 đờ Mai Sa nha, là ok rồi. Và một cái điều lưu ý nữa, khi mọi người chơi cái form bài meta này thì mọi người chỉ nên kẹp đi chung với 3 đờ Mai Sa hoặc là 7 đờ Mai Sa thôi nha, chứ không nên đi chung với 5 đờ Mai Sa nha mọi người.
Tại vì mốc 3 đời Mai Sa với lại là mốc 5 đời Mai Sa á, nó không khác biệt gì nhau cả. Thật sự luôn á nha. Đây là lời khuyên của top thách đấu nha mọi người. Nên anh em cứ thoải mái mà chơi luôn. Không nên chơi cái phơm bài 5 đời Mai Sa nha. Một là chơi 3, hai á là chơi 7. Còn nếu như mọi người có thêm ấn nè, có thêm lõi nè, mà chơi được một cái phơm bài mà 9 đời Mai Sa thì thôi chứ, hết nước chấm luôn á. Còn những cái tộc hệ khác á, mọi người có thể kẹp thêm dũng sĩ nè, rất là ngon luôn á, khi mà giảm sát thương. Nói chung là càng thấp máu, sát thương nhận vào càng ít. Đây, một cái khởi đầu game cực kỳ ngon luôn. Khi mà đang chủ thắng 5 trận liên tục rồi và đang chưa thua bất kỳ một cái trận nào cả. Và cái phơm bài của mình đang có hiện tại á là chưa từng phải roll một cái lần nào luôn nha mọi người, mà vẫn 2 sao đều đều nè, tướng 3 vàng, 2 vàng, 1 vàng đều có cả. Và nếu như mọi người có bất kỳ một câu hỏi nào muốn mình trả lời thì hãy bình luận ở phía dưới nha. Nói chung là hiện tại là mình đang còn rất là nhiều meta luôn. Tại vì phiên bản mới á, là phiên bản 13.16 nha, là một cái phiên bản lớn được cập nhật sau 2 tuần nha mọi người. Mọi người đừng quên lịch cập nhật của Riot Game nha. Cứ một tuần á, thì Riot sẽ cho một cái phiên bản gọi là chấm B, là phiên bản nhỏ giữa các phiên bản lớn. Và sau 2 tuần á, thì Riot sẽ cho một cái phiên bản lớn nha. Và trong cái phiên bản lớn nó chắc chắn rồi, sẽ thay đổi rất là nhiều, từ tộc hệ nè, từ lõi nè, từ tướng nè. Và chắc chắn là sẽ nớp những cái phơm bài này mà đang rất là bá, và búp lên những cái phơm bài nào á mà đang yếu hơn. Thì cái bài Garen này được búp 2 phiên bản rồi. Còn những cái phơm bài khác như là bài Jerry á anh em ơi, như là cái bài Beethoven nữa thì cũng bị nớp khá khá rồi á, nhưng mà vẫn chơi được. Tại vì những cái phơm bài tướng 4 tiền á thì nó chưa bao giờ gọi là bị Ameta cả. Chỉ có điều là nó có mạnh nó trong cái phiên bản đó không thôi, chứ không bao giờ bị Ameta nha mọi người. Còn những cái bài Exodia á thì cũng bị nớp thảm luôn. Mình nhớ không nhầm á thì tất cả tướng 5 tiền luôn, trừ con Rai và con Aatrox ra thì đều bị nớp nha mọi người. Còn con Rai nè, con Aatrox nè thì được tăng thêm sức mạnh tí thôi. Tại vì hai con đó nó nói chung là những cái phiên bản trước á nó cũng khá là yếu. Đây, level 5 chuỗi thắng 6 trận và hơn 50 tiền, khởi đầu thôi là quá ngon luôn rồi. Để cùng xem thử cái lõi thứ hai nào. Lõi bạc, lõi vàng, lõi kim cương gì cũng được anh em ơi. Lõi gì đây? Lõi bạc à? Sẵn sàng đánh chiến nha mọi người, rất là cùi. Dù cái này là lõi bạc, lõi vàng hoặc là lõi kim cương, mọi người cũng không nên lấy cái lõi sẵn sàng đánh chiến nha, nó rất là phế luôn. Mọi người nên ưu tiên lấy những cái lõi nào mà tăng tiền, tăng chỉ số hoặc là level nhanh á. Roll kiến Garen 3 sao cho nó dễ. Điểm mạnh của cái bài này nha, hiện tại là đang rất là rác, chưa có bài nào khắc chế được cả. Và Spam hầu như là lọt top hoặc là top 1 nếu như mọi người đủ may mắn. Còn điểm yếu á thì cái bài này thì cũng đã biết rồi ha. Nhiều anh em biết rồi, chơi cũng nhiều rồi nên chắc chắn điểm yếu là sẽ bị giành tướng rồi. Tại vì cái bài này ưu tiên á là phải là Garen 3 sao. Nếu như mà không được Garen 3 sao á thì tỷ lệ top 1 rất là khó luôn á, hầu như là không được luôn á nha mọi người. Nên sẽ có một cái kiểu chơi á, một là roll tới chết luôn ở tầm level 7 để kiếm Garen 3 sao, một cái form bài là có đề Mai Sa và có dũng sĩ. Hai á là nếu như mọi người thấy cái trận đó là có quá là nhiều người chơi Garen rồi, mọi người roll Garen ở tầm level 7 á, không thể nào hoặc là không có cách nào lên được 3 sao cả, thì mọi người sẽ tiếp tục tích tiền, không roll Garen 3 sao nữa nha. Mọi người tiếp tục tích tiền lên tầm level 8 hoặc là level 9 cho mình nha, để kiếm những con tướng 5 vàng, Rai và con Aatrox kẹp vào phụ thâm đam nha mọi người. Thì với cái việc đó nên sẽ có tướng 3 vàng, 4 vàng và cả 5 vàng carry á, thì nói chung là tỷ lệ top 1 hoặc là lọt top á nó sẽ cao hơn rất là nhiều nha. Nói chung là cũng tùy trường hợp mọi người có may mắn hay không nữa. Tại vì chơi những cái bài mà tướng 1 vàng, 2 vàng với lại là 3 vàng carry như thế này nên sẽ còn khá là nhiều nhân phẩm đấy. Set 2 sao à, nhìn khá là ngon. Nhưng mà chưa có Garen anh em ơi. Có Garen kẹp vào á thì kích luôn cái hệ dũng sĩ và kích luôn cái hệ Ionia. Chứ Garen nè, trời, chủ thắng 7 trận nhưng mà Garen chưa có. Và đồ Garen cũng chưa có luôn nha mọi người. Mình đang lắp cái blue á cho lúc nha. Tại vì từ đầu game mới tận bây giờ không hiểu sao toàn ra nước mắt. Chị hiểu luôn anh em. Garen á sẽ là đam chính, phụ đam á sẽ là một cái vị tướng 4 tiền là lúc nha. Còn tướng tăng cơ chính á chắc chắn rồi sẽ là con Yavanh 4 tướng tăng cơ, tướng 4 vàng nha mọi người. Ông này 2 sao cực kỳ nhiều, level 6 xài hết tiền, có luôn cái hộp quà Pandora. Liệu mình thắng được hay không đây? Kaylee vẫn đang quạt rất là lực, Yure cầm nổi, xét tăng cơ hơi bị chiến báo luôn đó. Soraka hồi máu lên, và đó là không kịp rồi.
Nhưng mà Cái Lê level 6 Soraka hồi máu nè. Sao rớt xuống nè. Nổi không ta? Rồi khó này mời. Gặp ngay cái ông này top 2 cũng đang chủ thắng 6 hay là 7 trận rồi đó. Và xả hết tiền luôn á, tầm level 6 như thế này thì mình không có chịu nổi rồi. Và các bà này nha, thì anh em sẽ spam được hầu hết ở tất cả các cổng luôn. Chỉ có duy nhất một cái cổng á mọi người không chơi được thôi. Đó chính là cổng hình như mình nhớ không nhầm là chạy Beautover hay là chạy Steelwar gì đó mọi người ơi. Nói chung là một cái cổng á mà không có lõi. Đấy, cổng nào cũng chơi được nha, trừ cái cổng mà không có lõi đó thôi. Tại vì chơi cái bà này á, mọi người bắt buộc phải có lõi. Và trước khi vào trận á, mọi người lấy cho mình là một cái lõi anh hùng Master Yi nha. Chứ nếu như mà không lấy thì không có vẽ được lõi đó mọi người ơi, khó chơi lắm. Và cái cổng của mình đang chơi á là cổng quán ăn bundle. Lúc đầu game á, nó sẽ cho tất cả mọi người một cái thì vàng nha mọi người. Tại vì nói chung á, là khi mà mình làm video meta là mình sẽ hạn chế nhất có thể luôn cái việc mà lấy thì vàng nè, lấy ấn nè, hoặc là lấy thêm biến hệ nha. Nhưng mà tại vì cái trận này cái cổng của mình đang chơi luôn à, nó cho mình một cái thì vàng anh em ơi thì chịu rồi. Nên là lúc đầu game Metal Raw 2.1 là mình lắp luôn là một cái ấn đề 3 star nha, mình chốt bài luôn anh em. Thì vàng đi chung với kháng phép là ra luôn cái ấn đề 3 star. Tại vì mình cũng đang muốn hướng tới một cái form bài là 7 đề 3 star. Như mình đã nói, một là chơi 3 đề 3 star, 2 là chơi 7. Chứ đừng có chơi cái kiểu mà giờ dở ương mà 5 đề mai xa nha mọi người á. Nó không tăng quá nhiều chỉ số so với mất 3 đâu. Nó sẽ phí slot á. Soraka nè. Và đó là từ chủ thắng xuống chữ thua luôn. Từ đỉnh xã hội xuống đáy xã hội luôn mọi người ơi. Mà hơn là lúc đầu khi mình còn đếp được máu, còn khá là nhiều tiền mà còn chơi được. Cái lõi thứ ba dù cho nó là cái lõi kim cương, lõi vàng hay là lõi bạc gì á, không quan tâm anh em ơi, tại vì chắc chắn luôn mình sẽ lấy cái lõi đầu tiên của cái lõi thứ ba nha, lõi mà của anh hùng Master Yi á mọi người, có Galio nè, cái bà này được bóp ác lắm anh em ơi, cái bà đề Mai Star nè, Garen nè, lúc nè được bóp liên tục luôn trong hai phiên bản liên tục, thì không có quay trở lại meta thì cũng hơi uổng ha. Và nếu như mọi người muốn theo dõi thêm những cái form bài meta mới nhất, hot nhất và được cập nhật hàng ngày thì kênh của mình sẽ là một cái sự lựa chọn cực kỳ tuyệt vời luôn cho mọi người nha. Tại vì khi mà mình làm video meta là mình sẽ hướng dẫn rất là kỹ luôn. Và mình nhắc lại ha, kênh của mình sẽ là làm về hướng dẫn cơ bản thôi, là làm cho mọi người biết tới các form bài meta là đang hot, sử dụng tướng như thế nào, rồi lắp đồ như thế nào và một cái form bài ra làm sao. Chứ mình không hướng dẫn nâng cao như mọi người, mình chỉ hướng dẫn cơ bản thôi. Khi mọi người đã đủ một cái form bài mà có đề Mai Sa nè, có Garen Carry rồi á, và lên được cả Garen 3 sao rồi, mọi người sẽ tiếp tục tích tiền và lên tầm level 8, level 9 và kẹp thêm những cái vị tướng như là Nazus, Aatrox, Rai để làm chi, để kích á, một là cái hệ hiệu triệu nhân, hai á là cái hệ dũng sĩ nha, rất là bá đạo luôn, có lúc luôn ở đây mối. Ngon rồi đấy, ngon rồi đấy. Mình đang là 6 đề Mai Sa à, thiếu một con. Thiếu một con anh em. Từ từ đánh quá cái đồ đẹp đồ rớt, mình lắp đồ luôn coi chứ. Garen không có đồ như này, nhìn yếu quá anh em. Rớt kiếm BF hay là cung gỗ ở đây. Có Garen nè, ngon lành cành đào luôn. Trời ơi, không có một cái kiếm BF, không có cung gỗ luôn sao chơi trời. Toàn đồ tăng không anh em, toàn kháng phép, đai lưng, giáp lưới. Lúc đầu game ra nước mắt rồi, giáp lưới. Ui ôi, có da van luôn nè, hết nước chấm, 7 đề Mai Sa luôn cho em nó, tầm ra 4 chấm như này là cực kỳ sớm luôn á. Đây, mọi người đừng quên nha, khi mà lên móc 7 đề Mai Sa á, hồi trước á là chỉ được thêm cái 3 trang bị sáng thôi, bây giờ được 4 trang bị sáng luôn nè. Ác chưa. Ui da van nè, ngon thế. Garen 2 Sa đâu rồi? Nó không ra cho tôi rồi. Nếu như mọi người muốn phụ thêm đam á, thì em có thể bán con Kale đi, mọi người bỏ thêm con Sona vào nha. Sona em bỏ vào thì kích được thêm tốc đánh nè, với lại là thêm một cái vị tướng 3 vàng phụ đam cũng khá là ok. Nhưng mà tại vì mình đang có lúc sớm rồi á, nên cũng không có cần Sona cho lắm anh em ơi. Nói chung là lúc đầu game á, chưa có lúc sớm á, thì mọi người thay Sona vô để cho nó kích hệ, với lại là phụ thêm đam.
Chứ còn mình có lúc sớm như vậy rồi thì dăm ba con Sona đây em ơi. Rồi thắng lại nha, thắng lại nha, không không ổn nha. Chủ thua ba trận mà thắng lại là bắt buộc phải thắng tiếp đó. Chứ nếu như mà thua tiếp thì thọt tiền lắm mọi người. Cái lọ thứ ba chắc chắn lõi vàng hoặc lõi kim cương á. Lõi vàng anh em ơi, ok. Tăng tốc nào, hồi lại 20 năng lượng và tăng tốc độ di chuyển lên tới là 40%. Nazus 2 sao nè. Cái điều quan trọng á là tăng tốc độ di chuyển 40% nha mọi người. Cái đó là cực kỳ quan trọng luôn khi mà chơi cái bài Garen Carry. Tại vì sao? Garen nó sẽ áp sát team bạn, xài kỹ năng xoay 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 liên tục, khó đỡ lắm mọi người ơi. Và khi chơi Garen đó nha mọi người, bắt buộc phải lắp cho em nó một cái trang bị hồi phục như là huyết kiếm, bàn tay công lý, kiếm súng nha. Bắt buộc phải có một trang bị hồi phục nha mọi người. Tại vì nếu như mà không có thì khó chơi lắm. Còn những cái trang bị cuồng đao nè, quyền năng nè, rồi những cái trang bị tăng cơ khác á thì mọi người sẽ tùy vào trường hợp mà lắp thôi. Ông này là một cái form bài có tận 2 con. Nhưng mà mình đang là tướng 4 vàng rất là nhiều từ Yavan, Lux, rồi kẻ Nazus 2 sao. Ác chưa anh em ơi? Ác chưa anh em ơi? Xoáy luôn, xoáy luôn. Nếu như mọi người không có ấn như mình nè thì rất là dễ luôn mọi người, chỉ cần bỏ bớt Nazus ra, anh em bỏ thêm Sona vào là được rồi. Tại vì mình đang có một cái ấn á nha mọi người á, nên mình kẹp được thêm con Nazus 2 sao, kích luôn cái hệ dũng sĩ và đi chung với đèo Mai Sai nha. Còn nếu như mọi người không có thì mọi người chỉ cần thay con Sona vào lại xong, rất là đơn giản nha. Mọi người muốn tham khảo thêm á thì cứ kéo xuống dưới cái phần bình luận để ghim á, mình có để một cái đội hình chuẩn để cho mọi người cùng xem qua tham khảo nha. Nói chung là cái đội hình đó là sẽ không có cần ấn lõi hay là biến hệ gì cả. Mọi người chỉ cần đúng tướng và đúng level anh em bỏ vào sẽ là ok ạ. À. Tầm ra 4 chấm như thế này vẫn còn tận 8 ông, chưa ông nào đi cả. Và hiện tại ở trong cái phiên bản mới 13.16 này nha, đang còn rất là nhiều meta mới luôn. Mình kể sương sương cho mọi người nghe thôi là Kled 4 sao carry nè, Chitana 4 sao carry nè, những cái bài đang combat lại các kiểu như nữa nha mọi người. Hồi trước đây là mình đã có làm bài Kalista, bài Jin các kiểu á, nói chung là cực kỳ nhiều rồi. Mọi người muốn xem thêm á thì cứ bấm vào các phần video đã đăng ở trên kênh nha, là sẽ thấy à. Hoặc là cứ lên YouTube á, search tên kênh của mình cộng với tên meta nè, tên thử thách mọi người muốn xem á, là chắc chắn nó sẽ ra ha. Ông này cũng là một cái form bài đời Mai Sa, nhưng mà tướng carry chính của ổng đang có là Kai'Sa một sao, cầm hai cái trang bị lớn, một cái ấn đời Mai Sa, lúc trưởng không thấm là bao. Nhưng mà còn Garen cầm cung xanh, lúc trưởng tiếp, Nazus 2 sao đang tăng cơ rất là trâu. Tìm bạn cây xe bắn nói chung là cũng đau đó, nhưng mà Nazus cứ gọi là lo được anh em ơi. Và đó là chủ thắng 3 trận liên tục. Ui, còn 8 ông luôn à, nhìn gớm ồm ấy trời. Tất cả những cái vị tướng 5 vàng khác đều đang bị nớp nha mọi người. Chỉ có mỗi con Aatrox và con Rai á là được búp ở trong phiên bản 13.16 nha. Nó nói chung là những cái form bài mà liên quan tới Exodia á, hoặc cái phiên bản 13.15 ôi rất là mạnh luôn. Nhưng mà tại cái phiên bản này thì nó nói chung là bị nớp xương xương rồi, tất cả tướng rồi. Nên bây giờ thì những cái bài đó nói chung là cũng yếu hơn so với những cái form bài tướng 4 vàng carry. Tướng 4 vàng carry đang rất là mạnh á, thì mình có thể kể tên tới là con Gwen, con Yesu, con Yeri, trời ơi, với lại là con Aphelios nha mọi người ạ. Vẫn đang rất là bá luôn, có Garen nè, không có cần Kalista cho lắm đâu. Ui, level 71%, Rona Cassante luôn mà, ảo Mai Sukola chưa? Darius ra nhiều thế, Sona ra nhiều ác anh em. Những cái bài khác cũng đang rất là mạnh đó, mình có thể kể tên tới như là bài Darius Carry nè, Kata Carry, Kalista cặp đôi hoàn cảnh, Kalista đi chung với đi chung với thách đấu và cái bóng đêm á mọi người ạ. Hoặc là Kalista đi chung với Can Trường nữa. Ui, những cái bài đó nói chung là cũng có bài mà ít người chơi, cũng có bài mà nhiều người chơi á. Mà tính ra là nó đang xoay quanh giữa tướng 3 vàng và tướng 4 vàng khá là nhiều. Và đó là chuỗi thắng 4 trận ngon lành. Và nếu như mọi người có bất kỳ một cái góp ý gì vào cách mình chơi game, làm video hoặc là làm về meta các kiểu á, thì mọi người hãy đừng quên bình luận góp ý cho mình ở phía dưới nha, để mình có thể biết được mình sai đâu á và cố gắng khắc phục phát triển thêm ở trong tương lai nha mọi người. Sổ Nazus nó ra quá trời luôn.
Garen của tôi đâu rồi? Stone Array liên tục, Kalista Array liên tục, Galio 2 sao. Con Rai ở cái cổng Bando Ionia này nha mọi người, nó cũng khá là bá, triệu hồi được liên tục. Và nếu như mọi người chưa biết thì Riot cũng đã đăng thông tin về phiên bản 9.5 chính thức rồi nha. Thì theo thông tin của mình nhận được thì cuối tháng 8 này, cuối tháng 8 này nó sẽ chính thức ra server, lộn ra phiên bản 9.5 ở trên server BB. Còn nếu như mọi người muốn chơi 9.5 ở trên server Việt Nam thì phải đợi tới ngày mười mấy luôn sao á, ngày 14 hay là ngày 15 rồi đó thì ra server Việt Nam. Còn server BB thì cuối tháng này nha mọi người, ngày 30 tháng 8 hay là ngày 1 tháng 9 gì đó nó sẽ ra server BB mùa 9.5 nha. Thì mình vẫn chưa có thông tin gì về tướng nó ra hay là hoạt động như thế nào cả, tại vì theo lịch cập nhật thôi nha mọi người. Trời ơi, Garen nó trâu bò ác. Cái này Garen của mình là đang chưa có bất kỳ một cái trang bị lớn nào, nhưng mà được một cái là đề Mai Star này nó sẽ cho tướng nào mạnh nhất ở trong đội hình được một cái trang bị sáng. Móc 7 thì được 4 cái trang bị sáng. Mọi người đừng quên nha, một trang bị sáng nó tương đương với một cái lõi kim cương. Bá đạo chưa? Một trang bị sáng tương đương với một cái lõi kim cương. Mình đang có 4 cá rồi. Mà nếu như mọi người chưa biết nữa thì tướng nào mà gọi là được chỉ định là tướng tướng mạnh đó mọi người, được tăng thêm chỉ số, tăng thêm giáp nè, tăng thêm kháng phép nè, nói chung là khá là trâu. Có cung gỗ rồi nha, nhưng mà không có kiếm bếp anh em. Cứ lắp trước cho em nó một cái quyền năng khổng lồ đi, xong rồi tính gì tính tiếp. Đây rồi, có kiếm bếp luôn. Ok, tại vì mình bắt buộc phải lắp cho nó một cái trang bị hồi phục của mọi người. Có huyết kiếm rồi thì khỏi còn phải lắp bàn tay công lý. Trời ơi, lúc đồ quá đẹp. Gia Văn cứ ram đun ra đồ full tăng như vậy là mình ổn rồi đó. Lời thề hộ vệ lắp luôn cho em nó nha. Cái này thì một cái giáp máu luôn anh em ơi. Nói chung là cái gậy lóc cũng khá là ngon, nhưng mà ngon nhất là ở tầm về cuối game thôi, chứ tầm đầu game như thế này lấy nó cũng hơi phế. Ây da, cái trận này Ron hơi bị xui đó anh em à. Tại vì thường ở tầm round 5 chấm như thế này á, theo như tiến độ bình thường nha, thì tướng 3 vàng phải là được 3 sao rồi. Mà tầm này mới có 5 con à, mà không sao, đồ hình này lỗi mà. Và đó là level 8 hơn 40 tiền của chúng tôi à. Nhiều anh em hỏi mình là xem tiền đối phương ở chỗ nào. Mọi người có nhìn bên phía tay phải nha, nó có 5 cục đúng không? Thì một cục á, tương đương với 1 tiền, hai cục tương đương với 20 tiền, và năm cục đó nha là tương đương với 50 tiền. Còn nếu như mà team bạn có 60, 70, 80 hoặc là 90 tiền thì chịu anh em ạ. Nó không có hiện hết. Đây rồi, lúc 2 sao. Garen 6 con nè. Cái điểm yếu khi mà chơi cái bài này là mọi người roll tướng nó sẽ hơi bị nhân phẩm. Nó ra thì mọi người bú, còn mọi nó không ra thì mọi người cút thôi. Có ai chót này khá là ngon nhưng mà chưa có bỏ vào được ở đây mà. Phơm bài của mình cũng đang khá là hạn chế về cái slot. Như mình đã nói nha, thì cái bài Garen Carry này thì spam được ở tất cả các cổng luôn. Đấy, di chuyển nhanh hơn 40%. Mọi người coi Garen nó xoáy nè. Ông này là một cái phơm bài Noizet với cách sôi pha, collect các kiểu. Xoáy nè mọi người ơi. Lúc đó trưởng nè. Trời ơi, tem mà nó chạy nhanh ác luôn á. Trời ơi, tiếp cận lệ ác anh em. Hồi trước là cái bài Garen Carry này nó cũng đã từng rất là rác rồi, từng rất là hot luôn á nha. Phải gọi là spam auto top 1 luôn anh em ơi. Với cái kiểu chơi mà Garen full trang bị lớn, đi chung với 6 cái JK, kết hợp một cái phơm bài có đề Mai Sa và có dũng sĩ. Nhưng mà cái quan trọng nhất là phải có 6 cái JK nha. Tại vì hồi trước là Garen tương tác đi chung với tốc đánh nè, tương tác đi chung với JK nè, rất là bá. Nhưng mà chỉ sau một phiên bản, chỉ sau một phiên bản thôi nha mọi người, Riot nớp tốc đánh của JK, Riot nớp tốc đánh của con Garen này xuống, và Riot nớp luôn cái tốc đánh được cộng hưởng thêm khi mà cộng thêm từ JK được xoay thêm á nha mọi người. Riot nớp một phát ba cái tương tác đi chung với con Garen này. Thì con Garen này đây rồi, 3 sao 3 sao. Thì con Garen này từ top meta xuống đáy xã hội luôn rồi đây mà. Lúc đó là không ai chơi luôn. Riot nấp lại, búp tiếp.
Khó hiểu. Trời ơi, cái này nó xoáy cái này mối. Cái quá trình của Riot á, thì cứ nớp con nào mạnh, búp cái con nào yếu, và sau đó là tiếp tục búp mạnh. À lộn, nớp mạnh, búp yếu, nớp mạnh, búp yếu. Mọi người nếu như mà để ý á, thì cái con mà rõ ràng nhất là con Yuri. Khi mà tới 5 hoặc là 6 phiên bản liên tục rồi, một phiên bản á, là nó bị nớp, phiên bản sau á, được búp tiếp. Và cứ gọi là cái vòng tuần hoàn luôn á nha mọi người á, thì đây là phiên bản thứ 6 rồi. Phiên bản thứ thứ 6 rồi. Con Yuri cứ nớp xong rồi búp, cứ nớp xong rồi búp. Nhìn tội luôn cho em nó mà. Ok, cuối cùng cũng lọt top rồi mọi người ơi. Ông top 2 là 37, top 3 là 10, 4 là 7 máu. Nhưng mà Garen đã 3 sao rồi thì bố là thằng nào đỡ được. Ông kia level 9 luôn à, ác rồi ta. Tướng 5 vàng cũng kinh đấy. Nhưng mà mình nói thiệt luôn á, để mà lên được Garen 3 sao, đi chung một cái farm bài là 7 đề mai xa, và còn được đi chung với ba cái lõi cực kỳ ngon luôn khi mà chơi Garen, thì muốn thua nó cũng là một cái điều khó thể xảy ra anh em ơi. Trừ khi nào mà team bạn ơi lên được tướng 4 vàng 3 sao hoặc là tướng 5 vàng 3 sao thôi. Tướng 4 vàng 3 sao á mình cũng không ngán cho lắm. Tại vì nếu như mọi người có theo dõi những cái streamer khác hoặc là những cái clip cắt ngắn ra thì mọi người cũng đã biết rồi. Cái con Garen ở cái phiên bản mới này, ở phiên bản 13.16 nha, nó cân luôn cả tướng 4 vàng 3 sao nha mọi người. Nó cân luôn tướng 4 vàng 3 sao như là những con Sen, Yasuo, Kai'Sa các kiểu á. Trời ơi, 4 vàng 3 sao cân nó không được luôn anh em ơi. Nó xoáy nó cân hết. Nên tướng 5 vàng 3 sao á thì mình còn sợ, cho tướng 4 vàng 3 sao là mình đấm luôn. Ông kia là Aatrox 2 sao à. Không sợ anh em ơi. Chừng nào ai chót 3 sao thì mình sợ. Ông top 3 đang khá là cháy với một cái farm bài là phù thủy và hư không. Cái farm bài phù thủy này thì mình đã làm về con Veilcoth Carry, về con Lux Carry rồi nha. Cũng khá là mạnh đó. Nhưng mà mạnh ở phiên bản trước thôi. Mạnh ở phiên bản 13.15 hoặc là 13.14 thôi nha. Còn phiên bản của mình đang chơi đó là phiên bản 13.16, vừa được cập nhật trong ngày hôm qua nha mọi người. Thì anh em cũng góp ý cho mình là nên ghi cái phiên bản ở cái tiêu đề hoặc là ở cái mô tả. Thì mọi người cứ góp ý đi, mình thấy cái gì mình sửa đổi được, mình thấy sai hoặc là mình phát triển được á thì mình sẽ cải thiện thôi ha. Nói chung là nhờ anh em góp ý, nhờ anh em đưa ra ý tưởng cho mình thì mình mới có ngày hôm nay. Cũng cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và đấm luôn cái ông này, không chịu một cái phát nào. Và bữa giờ em cứ lo lắng á, là mua đồ ở bên cửa hàng Bnew Store của mình là không có size để cho mọi người mặc, thì em khỏi cần phải lo luôn nha. Tại vì tùy mẫu á, ở bên cửa hàng của mình sẽ có size từ 42 tới 95 kg. Trời ơi, anh em dễ dàng lựa chọn luôn á. Và bật mí cho mọi người nào mà chưa biết luôn á, thì bây giờ mỗi ngày luôn á nha, mình đều đang up một cái sản phẩm mới lên, cả từ quần nè, áo nè, hoặc là những cái sản phẩm phụ kiện khác nha mọi người á. Thì mỗi ngày một cái sản phẩm mới nha. Thì nếu như mọi người có nhu cầu muốn mua thì mình có để cái link ở phía dưới phần mô tả cũng như phần bình luận á nha. Anh em cứ nhấp xuống là thấy nha anh em ơi. Và ở cuối video á là mình đã có làm một cái video riêng luôn để mà có thể hướng dẫn anh em mua hàng ở bên cửa hàng Bnew Store của mình nha, từ cách chọn sản phẩm nè, thanh toán nè, cũng như là chọn phần quà lên tầm level 8 như mọi người kẹp thêm con AG vào nè, mà mình lỡ bán mất cái con Demaestar kia rồi. Ngáo thật sự luôn á chứ, thiếu một con anh em. Không sao không sao không sao, tí nữa bỏ vào lại được, không sao hết. Mà tầm ngày này Garen sao mà đỡ được bạn. Level 9 nè. Level 9 nè. Level 9 nè. Biết Garen chưa? Biết Garen chưa? Ông này nói chung là một cái farm bài 5 vàng 2 sao cũng nhiều đó. Có Sona không trời? Ờ đây rồi, có Galio. Hồi nãy bán Galio để mua con IG 2 sao, mà bán xong mà mua lại á, không thấy em nó luôn anh em. Thôi mà Runeron được á chứ. Thôi là móc luôn một cái phơm bà là 7 đèn mai sao là thấy hơi sai sai rồi đó. Ông này là bê vết thách đấu, đi chung với ai chót 2 sao thách đấu, đi chung với cây xa 2 sao cầm ba cái trang bị lớn. Khá là đẹp luôn. Và nếu như mọi người chưa biết đó, hiện tại nó cũng đang rất là hot một cái phơm bài ai chót carry, đi chung một cái phơm bài là dũng sĩ và Exodia nha. Để mình tìm hiểu thêm và làm cho mọi người cùng xem nha. Garen gì khổng lồ luôn à. Trời ơi, sát thương kìa nè mối. Thế mới gọi là bài rác chưa. Garen combat meta luôn anh em à. Xì bam thoải mái luôn nha. Còn nó xoáy kìa.
5 vàng 2 sao mà chịu sao thấu. Và win luôn. Ok, và GG tất cả mọi người nha. Và tạm biệt các em. Bye bye. Tất cả mọi người nha, thì ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người mua hàng tại trang web biosagistore.com nha. Một cửa hàng thời trang của mình đang có ha. Thì mọi người cứ bấm vào cái link của mình có để ở dưới phần mô tả cũng như là phần bình luận ha. Anh em cứ kéo xuống dưới nè. Đó, mọi người thích mẫu nào á thì có thể lựa chọn như là áo thun dây chuyền nè, rồi áo thun in hai mặt nè, áo tăng tốc wash long nha mọi người, áo wash long, áo sơ mi cũng như là rất là nhiều những mẫu áo độc lạ và độc quyền ở trên thị trường luôn á. Anh em sẽ không kiếm được ở bất kỳ đâu cả. Giả bộ như mình thích cái mẫu này đi luôn đúng không? Tại vì nó quá đẹp mà, in cả hai mặt rồi có cả hình Naruto các kiểu nè mọi người á. Và hình này là in lụa á, mát lắm. Đây, mình bấm vào đúng không? Mình có thể xem thông tin sản phẩm như là mặt trước của áo nè, mặt sau của áo nè, độ rộng size áo các kiểu nha mọi người á. Rồi chất liệu đường may màu sắc nè. Đấy, mọi người thích đúng không? Thì chọn size nha. Ở đây nè, đó mọi người chọn size M, size L, XL nè. Mình chọn một cái size L nha. Mình bấm thêm vào giỏ hàng. Mọi người mà thích mua nữa thì có thể thoát ra tiếp tục lựa sản phẩm và mua tiếp. Còn không thì mọi người bấm thanh toán nha. Và sau khi đã vào đây rồi mọi người sẽ còn được thêm một cái phần quà tự chọn nữa nha. Cảm ơn bạn đã mua hàng của B&U Store. Mình xin tặng bạn một quà miễn phí, hãy chọn ở đây này nha. Mọi người bấm vào đây. Đấy, nó sẽ hiện ra những cái phần quà móc khóa tự chọn nha mọi người. Và là hoàn toàn miễn phí với một đơn bất kỳ mọi người mua thì được tặng thêm. Anh em cứ mua một đơn, bấm vào đây, chọn quà thôi. Giờ mà mình thích cái mẫu A-Chot này đẹp quá em ơi, tại vì nó mới ra mà. Mình bấm thêm này, thêm quà này và giỏ hàng nha. Đấy, là nó sẽ tự thêm rồi đó. Và tối đa một đơn hàng được chọn một phần quà nha mọi người. Mọi người chỉ cần điền thêm thông tin, đó chính là họ tên, số điện thoại, địa chỉ giao hàng, cũng như là thông tin bổ sung. Giả bộ mọi người muốn giao hàng vào lúc nào, thời gian nào, cũng như là cái gì ha. Và khi mọi người mua thì sẽ có hai hình thức thanh toán. Một là chuyển khoản ngân hàng nha. Anh em bấm thanh toán xong rồi chuyển khoản trực tiếp qua cho mình luôn là ok. Hai là thanh toán khi nhận hàng nha. Về điều kiện ở đây nè, mọi người có thể đọc kỹ hơn. Và nếu như trong lúc mọi người mua đang phân vân không biết nên chọn size gì, nếu như mọi người muốn tư vấn size phù hợp thêm thì có thể bấm vào chữ chat ở phía dưới này nha. Đấy là chat trực tiếp qua fanpage của mình nha mọi người, thì sẽ có nhân viên của mình trực 24/7 luôn để tư vấn cho mọi người một cách chuẩn xác nhất về size số nha. Mặc cho nó thoải mái em ơi. Và đó là tổng quan quá trình mua hàng tại cửa hàng biosagistore.com nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này và bye bye.